Cũng trải qua một đời vợ Đời vợ à, kết hôn năm 2007 à, cũng có được hai cháu trai hai cháu trai lớn là nhiêu? lớn 14, nhỏ 11. Rồi, Giờ nếu đấy thật sự nếu quá. như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa đó nuôi trợ. Nếu ai chịu đĩa. Thì cũng có một chồng mà bạn em ly hôn nhau. Em có hai con, thì con lớn em cũng đã lập gia đình. Còn con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nhung. Em quê em ở Nam Định. Em đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Em năm nay 45 tuổi. Rồi chị em Nhung nhìn rất là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều luôn. Cho nên nãy giờ Ngọc Lan cứ gọi là em thôi. Xin lỗi chị. Dạ không sao. Chị ơi, là mình bay từ Đắk Lắk vào trong đây để mình tham gia chương trình hả chị? Em đi ô tô ạ. Dạ. Ui, vậy chị lái xe bao nhiêu tiếng? Dạ không, em đi xe khách. Em đi với đồng nghiệp em. Nhung là ở Đắk Lắk hả? Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Làm công việc gì Nhung? Em giáo viên tiểu học ạ. Rồi mời em trai. Xin chào Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan kia, chào quý vị khán giả. Xin chào bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Nhân Ron, sinh năm 71 ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định. Nghề nghiệp là làm cơ khí. Cơ khí? Dạ, đam mê cơ khí từ nhỏ. Ron đang làm ở đâu? Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định. À, là tại Bình Định luôn? Dạ, tại Bình Định luôn. Rồi, người Đắk Lắk, người Bình Định ha. Mình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi chị. Dạ, em thì có cái ưu điểm là rất là vui vẻ và hòa đồng. Và ví dụ như về thời gian nội trợ thì cũng tương đối ổn. Còn về kinh tế thì em cũng tự chủ. Còn về cái nhược điểm của em thì đôi khi em rất là nhiều khi nhút nhát với lại hay tủi thân và mùi lòng. Hay gì á, chị Nhung có một đôi mắt rất là ướt. Ừ, em nhẹ mà cho nên là dễ tuổi thân là đúng rồi. Hình như bên đây bị cảm mà giọng là dạ giọng cảm. Hơi yếu à. Hơi yếu đúng không? Dạ em bị cảm ạ. Thôi, ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Dạ, như nói yếu điểm thì làm việc rất là chăm chỉ, sáng tạo, thích chế tạo những cái máy móc mà mình làm. Hầu hết những cái máy móc mình làm thì đều có thể tự chế tạo được. Đam mê từ nhỏ mà. Đam mê từ nhỏ, rất là thích sáng tạo. Nhưng bây giờ hiện nay cơ khí mình đang làm gì nè? Cụ thể. Nói chung là cụ thể là cũng tự chế tạo được các loại máy và tự làm được một cái xưởng là sản xuất combo và ba ga xe máy. Và đi bán vòng cho bà con mấy người đó. Ba ga xe máy, xe đạp, xe Honda này kia đúng không? Dạ, ba ga chở đồ á, với cái combo á, chỉ làm được cái combo thôi chứ. Rồi, ở huyện nào? Dạ, làm ở huyện Hoài Nhơn. Hoài Nhơn, Bình Định, tức là giáp ranh với Quảng Ngãi. Dạ đúng rồi, đi qua ngọn núi ra Quảng Ngãi rồi. Rồi hiện nay thì tình hình yêu đương của mình thế nào? Yêu đương thì cũng trải qua một đời vợ. Đời vợ. À, kết hôn năm 2007, cũng có được hai cháu trai. Hai cháu trai lớn là nhiêu? Lớn 14, nhỏ 11. Lấy vợ, đi vợ được mấy năm? 2007 đến 2018 là sao anh? Cũng mười mấy năm. Dạ. Sao chia tay? Cái này chuyện thì nó cũng dài nhưng mà chắc trong này thì mình cũng có một phần lỗi. Đúng, đó, cái này cái lỗi của mình là quan trọng nhất. Ví dụ lỗi mình là gì nè? Có thể là mình đã làm lý do nào đó mình đã làm tổn thương vợ. Đó. Thì vợ lại làm tổn thương gia đình, cho nên là đến một lúc nào đó tất cả đã nguội lạnh rồi thì thôi. Bây giờ lấy vợ về có làm tổn thương vợ nữa không? Cái này thì phải nói là cố gắng tốt nhất có thể để không làm bất cứ điều gì để tổn thương gia đình mình. Đó. Đúng rồi. Cái này là rất là quan trọng luôn. Mà Linh thấy anh nhận ra điều đó rất là tốt ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình cố gắng hết sức mình không thể làm tổn thương cho vợ và gia đình nữa là dạ. Được. Rồi bây giờ con đang ở với ai? Con thì lúc ra tòa thì lớn ở với mình, nhỏ ở với Mỹ. Ừ. Nhưng mà Mỹ thì làm ăn xa, nhỏ ở với ngoài thì nó cũng mến muốn nó về rồi đó, tóm lại là nuôi luôn. Bây giờ là hai bố con ở bố ở với người lớn đúng không? Ở luôn lần ở ba cho con ở luôn. Ba cho con luôn. Dạ. Hai kia là học hành sao rồi? Đứa học lớp 7, đứa học lớp 5. Cháu rất là ngoan, rất là khỏe mạnh, rất là kinh tế đủ lo cho hai đứa nhỏ, lo cho thêm một người nữa, rồi thậm chí có đứa con nó nổi không? Tốt anh, tốt. Tốt luôn, rồi. Giờ nếu thật sự, nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa đó nuôi trợ. Nếu ai chịu đĩa. Nhà trai tôi rõ ràng vậy đó, nhà gái thấy sao? Quá rõ ràng và quá bản lĩnh. Nhà gái hiện, bà mối hiện tại đang rất là có cảm tình. Đường tình duyên của mình sao? Em thì cũng có một chồng mà bạn em đi hôn nhau. Em có hai con, thì con lớn em cũng đã lập gia đình. Còn con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Kinh tế bọn em thì cũng ổn định. Mình ly hôn lâu chưa chị? Em ly hôn
Thực ra ly hôn, em ly hôn năm 2008 nhưng mà vẫn ở với nhau cho đến năm 2017 bọn em mới tách ra ở riêng. Dạ. Đây nghĩa là hai đứa con đang ở với em hả? Hai đứa con em thì con đầu tiên thì đã lập gia đình và cũng có công ăn việc làm ổn định rồi. Còn bé thứ hai thì cháu học đại học năm cuối, cũng đi thực tập luôn rồi. Dạ em đang ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ. Nhà riêng hay là? Nhà riêng luôn. Nhà riêng luôn. Dạ. À, công việc? Công việc em giáo viên tiểu học em cũng ổn định luôn. Ổn định luôn. Dạ. Nói chung là ổn định hết. Muốn tìm một người nào mà cảm giác là người đó sẽ đem hạnh phúc cho em? Em tất cả những cái em quan trọng nhất là cái sự chia sẻ và tình thương đấy. Quan trọng nhất cái đấy. Chứ một cuộc hôn nhân trước thì em cũng có đầy đủ yếu tố khác nhưng mà có một thiếu gì chút đó thì chia sẻ hoặc là tình thương ấy cho nên dẫn đến có rạn nứt như vậy. Cho nên em cần chỗ đấy. Dạ anh đây anh nói hết ruột gan anh rồi đó. Dạ. Em thấy em cũng cảm nhận bên là anh đấy anh cũng đã rút kinh nghiệm về cuộc hôn nhân trước và có lẽ em cũng vậy. Rồi, ok. Tự nhiên sau nghe chia sẻ của hai người này cái da gà mình nó nổi lên, mình có cái cảm giác hai người này là của nhau. Dạ, em chào anh. Dạ. Anh ơi, em là đại diện của nhà gái. Dạ. Em xin phép qua hỏi thăm một chút xíu. Dạ, bây giờ mình mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung là cũng tầm mít 6 trở lại thôi. Có luôn nha. Rồi cũng da thì cũng đừng có đen quá là được, là dễ nhìn có hả? Đầy đủ tay chân là những thứ quan trọng là được rồi. Giáo viên mà thành ra là cũng an tâm. Dạ. Dạ. Anh có một cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ không? Không nói chứ mà thật sự có những người phụ nữ mà cứ không có phân biệt thị phi á, không thích thị phi đúng không? À, rất là ra ý nghi người ta thị phi nói này nó nói cho mình không có phân tách, không có biết cái nào là có lợi có hại cho mình thì thực tình mình không thích cái đó. Đúng. Thì hiện nay trên mạng xã hội cũng có những tin ảo, tin giật gân này kia, mình xem thì mình cũng phải biết phân tích cái nào đúng cái nào sai. Chứ mình cũng theo những cái đó thì đúng là cũng mệt mỏi lắm á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Anh đi với ai vậy? Một mình. Có cái gì vô hay có người giúp đỡ. Rồi, có anh người lên đòi cho anh ha. Bây giờ mình qua mình hỏi nhà gái này, nhà gái đi với ai? Em đi với cháu em và đồng nghiệp, cháu em tên là Phương đó. Dạ, rồi chào nhà gái. Em là bạn thân của Dung, cũng là vừa là đồng nghiệp. Dạ. Còn đây là cháu, ba người cháu. Thì trước tiên em xin chào anh Kinh Linh, chào MC Ngọc Lan, chào quý vị khán giả có trong trường quay. Dạ. Với Nhung thì có rất nhiều những ưu điểm. Nhung rất mạnh mẽ, tự lập tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà mỗi người thì có một hoàn cảnh riêng. Với cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng khá lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì vì Nhung là một con người sống cho gia đình cho nên là mãi đến bây giờ mới đi tìm một nửa hạnh phúc còn lại của mình. Thì với bạn anh ở đây thì cảm thấy anh cũng đã chia sẻ và mạnh dạn nhận những cái ưu và khuyết điểm ở bản thân mình. Thì với bản thân em thì em cũng thấy anh khá thẳng thắn, với một cái tính cách khá thẳng thắn. Yeah. Đến đây thì không duyên thì chắc cũng có nợ. Thì hai người có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Thôi hai người cũng không thể đủ giải quyết được rồi. Mình mở rào cho hai người gặp mặt đi. Nếu mà đúng á, thì mình bấm nút ha. Yeah. Mở rào. Bắt đầu đi. Bước qua luôn. Bước qua cái hàng rào tình yêu đó. Sáng sớm anh vừa rồi chỉ mua được bó hoa nhỏ. Cảm ơn. Cảm ơn. Em cũng có. Còn cái này là kể lại người quê. Đi đâu cũng hay nghe bà con hay nói đến bánh ít lá gai và bánh tráng nước dừa. Này đi vô đây xin trước ha. Mời anh Linh Tử bóc dùm. Bóc dùm là khen dùm bà con cái luôn ha. Này quê ở Bánh Đức Hoài Nhơn á hả? Dạ đó là bánh ít lá gai nha. Bình Định ha. Mời Ngọc Lan cái đi Ngọc Lan. Dạ, khen dùm bà con luôn ha. Dạ cảm ơn. Cái này là trả hết cho bạn gái ha. Dạ vâng. Dạ mở cái đi mà bạn gái. Dạ thôi cứ để đấy rồi tí em sau ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn. Dạ. Béo. Dạ. Nhưng vừa ha. Có đậu phộng, có gừng nữa. Có đất Bình Định ngon. Gì Bình Định luôn thấy ngon chứ. Hiện tại là anh sống với ai? Anh thì anh sống hai đứa con. Dạ, hai đứa, ba cha con nữa thôi. Ba cha con ở với nhau. Đang ở Bình Định. Bình Định. Thế là anh mở sở tại nhà luôn? Anh làm tại nhà luôn. Tự anh mở lại tự làm luôn. Ừ. Con anh cũng một cháu học lớp cấp 1, một cháu học cấp 2. Đúng rồi. Ông bà nội ở gần đấy ạ? Ông bà nội thì ba mất lâu rồi, ba mẹ mất lâu rồi.
Nhưng mà nếu mà anh và em mà tiến tới với nhau thì cái nghề nghiệp của em thì nó ổn định ở một chỗ, anh thì ở đấy thì theo anh thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung bây giờ phần của anh cũng nói thử thế này, con anh ấy còn nhỏ, nó phải cần cái sự mà chăm sóc cơm nước này nọ thì hào. Cái chỗ đó là cái chỗ anh cũng đang làm ra tiền. Nói chung cái nghề của anh á thì có thể vào đây chỗ khác cũng được, nhưng mà đi lên trên là cái miền Cao Nguyên thực sự nó hơi khó. Tại vì cái mặt hàng này, hàng nó có đi qua tới inox. Tuy nhiên, nhưng anh nói vậy, nhưng mà tuy nhiên thì là nếu như anh vậy mà cảm thấy thích nhau, đúng không? Có thể cùng nhau giữ cái mối quan hệ này, rồi tạo một điều kiện thời gian nào đó chúng ta có thể gần nhau được. Tại vì anh làm thì luôn luôn có kế hoạch. Mặc dù cái cuộc sống của anh nó vậy, nhưng sau này con nó lớn thì anh cũng có thể, anh cũng có kế hoạch rồi, có thể tự tìm cho mình một cái chỗ quê sống sáu sáu đó. Anh làm cái đó bao nhiêu năm rồi ạ? Cái này thì anh khởi nghiệp cho anh làm đâu 2012 rồi đó. Anh cái này là anh tự mình mò, tự làm, tự gây dựng ra thôi, chứ còn cũng không phải là đi học hay là tự mua cái gì. Thì cái nghề cơ khí lại có của anh tự chế ra những cái máy, chế ra những cái dụng cụ để làm cho phù hợp cho mình. Anh tự chế tạo ra? Tự chế tạo ra. Chứng tỏ anh cũng rất là giỏi nhỉ. Anh thích làm nhỏ giờ anh thích làm mê lắm. Thế theo anh thì anh mong muốn thế nào trong gia đình ạ? Nói chung anh thực sự là anh, nếu anh muốn có người vợ mà muốn đi, anh hết cuộc đời anh cũng muốn người vợ ở bên này. Cái anh chịu. Tại vì anh không có cái gì, nhưng mà chỉ biết là con nó còn nhỏ. Công việc ở đó anh làm thì nó dễ hơn. Nuôi con nó dễ, còn con nó lớn rồi thì chừng nó dễ, nó tự làm thì anh có nhiều cái dự định lắm. Chứ còn không phải, nó chỉ đơn giản là nó dễ. Nếu đặt trường hợp mà anh với em mà có một cái sự kết nối thì anh dự định thế nào? Kết nối thì tháng anh thêm được 3 lần. Nếu như anh về mà đến được thì anh mong muốn nhất là em về với anh. Cái đấy phải liên quan đến chuyển đổi công tác nữa. Thì đó, cái đó thì có thể làm được. Thiệt tình là nói vậy. Tại vì ở chỗ anh á, nói thiệt, em muốn làm bất cứ cái gì mà em cảm thấy tự tin, cảm thấy thoải mái là anh hoàn toàn đồng ý. Anh có thể hỗ trợ những cái gì anh có thể hỗ trợ được. Cái thuận lợi đó là nhà gái nên chuyển về nhà trai. Bởi vì nhà trai cái công việc đang rất ổn định, có thể lo luôn cho bên nhà gái luôn. Đó, nhà gái thì thật ra dạy tiểu học thì cũng dễ sinh, chứ không phải là khó. Mà ở đâu có kinh tế là chúng ta có thể ở được. Ở đâu nghĩ rằng là nhà gái nên có thể ưu tiên nghiêng chút xíu. Nhưng mà thật ra nãy bên nhà trai thấy bạn nói cũng rất là hay. Ron nói là nếu như mà được thì sau này yêu đương mà có cách thì con cũng sẽ chuyển về nhà vợ luôn. Không quan trọng, thậm chí mình làm luôn hai cái cửa hàng. Một cửa hàng ở nhà chồng, một cửa hàng nhà vợ, rồi đi lại lại làm ăn cũng được. Bởi vì bây giờ mình lớn rồi, mình phải phát triển kinh tế để sau này mình lớn hơn nữa, mình có kinh tế ổn định nên mình hưởng thụ thôi. Thì ví dụ như bây giờ trong một gia đình thì lúc đấy thì con anh cũng như con em rồi. Con em giờ nó trưởng thành, nó lập gia đình riêng rồi thì giống như cứ đi về chăm sóc thôi. Nếu mà xây dựng cùng một gia đình thì lúc đấy em sẽ vun đắp cho con anh thôi. Thế còn con em thì ở riêng. Là hai người này bổ trợ cho nhau rất là tốt. Một người rất là năng động trước cái công việc phát triển kinh tế. Một người gọi là có thế mạnh về dạy dỗ con cái, gọi là bảo bọc cũng như là chăm sóc gia đình. Là đây, anh Ron đứng lên. Ron giống như cái Ron xe, cái Ron máy này kia đó ha. Đó, bây giờ nè, cô giáo với lại kỹ sư cơ khí. Mình nắm tay nhau, mình giao lưu với nhau. Đó, bây giờ nãy giờ nói chuyện với bạn gái cô giáo bên kia thì anh Ron cảm nhận thế nào, nói cho cô nghe đi. Thấy em là người thế nào, thấy cô giáo là người ra sao, có mong muốn điều gì hay không, cảm xúc mình có tốt không, trái tim mình có đập hay không, thí dụ như thế. Nào nói đi Ron, dình. Rồi, dạ, anh cũng xin nói thiệt với em thế này. Anh thì làm cơ khí nhưng mà thực chất bản chất cũng là nông dân. Anh cũng hay là nói, nó cũng hay nhấn gọn, nó cũng nói chung cũng bọc trực lắm. Còn cái dạng cô giáo rồi hay văn phòng thì chắc chắn là cũng là mấy anh công chức rồi, là rất thiệt tình thế này. Nhưng thật sự anh cầm tay em, anh cảm thấy rất là ma. Nhưng không biết là em có đặt hôm nay nhiều vào trong này hay không, thì tình anh không biết. Anh chỉ thấy cảm xúc của mình rất thích đó. Em cảm ơn anh ạ. Anh sẽ làm theo cảm xúc của mình. Còn cái chuyện em có đặt nhiều hôm nay vào ở đây không, thực tình anh không cảm nhận được đó. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể bảo bọc chở che, đem đến hạnh phúc, còn có chỗ dựa cho cô giáo sau này đó. Thôi, khoảng cách nó không là gì cả, nếu chúng ta yêu nhau, nếu chúng ta hiểu nhau. Bây giờ thì quan trọng là hai người sẽ quyết định bằng nút bấm. Thôi, anh Ron để tay vào nút bấm đi, bên tay trái. Đây là gì? Anh lấy miệng nữa. Nếu chúng ta thích, chúng ta bấm, cho nhau cơ hội. Không thích, chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau. Bởi vì đã đến tuổi này, chúng ta không còn thời gian nhiều nữa đâu.
hãy yêu nhau, hãy chăm sóc, hãy chia sẻ với nhau, hãy cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Rất thích điều đó. Rất thích điều đó. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, cảm ơn. Đây bây giờ mình nắm tay nhau vậy nè, anh Ron. Dạ thôi được rồi. Nắm tay nhau. Thôi chưa không biết nữa. Đang tay nhau. Dạ. Thấy thấy chưa? Thấy thật tình ghê. Không, thật ra nãy anh Ron chia sẻ rất là hay, tức là cái mối tình đầu đó cũng là vợ anh ấy gần như cũng không có một cái sự yêu đương gì cho nó thăng hoa lắm. Có thể đó là tình nghĩa vợ chồng, có thể một chút cảm nhận, nhưng mà tình yêu chắc chưa có. Yêu nhau tha thiết lắm thì nghĩ chưa có, nên ảnh mới nói như vậy. Bây giờ thì nếu như anh tìm được cái tình yêu mà đúng rung động trái tim, cùng đồng hành với ảnh, thì Linh nghĩ rằng cái tình yêu của anh Ron rất là mãnh liệt luôn đó, bùng nổ luôn. Đúng luôn á. Anh Linh thấy rằng anh, trong ánh mắt của anh, trong cái thái độ tình cảm anh rất là gọi là nó thăng hoa, đúng không Ron? Đúng vậy. Tới đó chỉ để với bạn vừa gái chứ Linh với Trực nó là thế này. Anh thì những cái tài giỏi gì không có, nhưng thật chắc anh luôn luôn làm cho mình, gia đình của mình tốt hơn. Anh luôn luôn làm cho vợ con mình được an toàn hơn. Chắc chắn gì là vậy. Cảm nhận được điều đó. Còn những cái thứ này nọ hay ho gì thì thật sự anh không có. Nè, bấm nút thì chúng ta luôn luôn phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Không phải bấm nút vì một điều gì đó rồi chúng ta buông thả đi cái hình ảnh trước mặt mọi người. Linh nghĩ rằng nếu như mà về với anh trai này thì Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ có hạnh phúc đó. Nhưng mà chị phải nhớ là tạo cơ hội cho ảnh nhiều nha. Cái gì mà chị cảm thấy nó không có đúng với lại cái sự kỳ vọng hay là mong muốn của chị thì chị cũng chia sẻ liền với ảnh. Tại vì chị là người thích chia sẻ mà, đúng không? Cho nên là chị phải chia sẻ nhiều để cho hai người hiểu nhau. Tại vì khoảng cách của hai người nó cũng hơi xa, thời gian đầu nó cũng sẽ khó khăn đó. Nên là hai anh chị cố gắng lên. Em rất là mong chờ cái thiệp cưới từ hai anh chị luôn. Thật ra Linh rất thích cái thích cặp đôi này á. Cặp đôi này, và đặc biệt người đàn ông này rất là thật tình luôn đó. Không biết cái mối tình trước thế nào, nhưng mà thật ra từ lúc gặp ảnh tới giờ đó, không phải tặng ăn cái bít tết của ảnh là nói vào đâu. Linh có thể ăn bánh uống là cũng phải nói vô được nha. Bánh tét cũng nói nhiều. Cái bít tết rất là nhỏ, nhưng thấy ảnh đó rất là thú vị luôn. Cái gì nói nhìn cười không được. Ăn bánh ít, tụi nó bánh ít chứ. Bánh ít nó rất ít, nhưng mà tình cảm nó hơi nhiều. Rồi, chúc chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, sớm về chung một nhà nhé. Mình rất mong muốn như vậy đó. Em cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. Em chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Thị Ngân Hà, em 25 tuổi, em sinh năm 92. Quê gốc của em là ở Hải Phòng. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Hiện tại em đang là trợ lý giám đốc của một công ty Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Dạ, trước tiên em cũng xin chào tất cả các chị khán giả ở trường quay. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em là Chim Hoàng Gia. Năm nay em 20 cộng, cộng 8, năm nay em 28 tuổi. Hiện đang là giám sát kinh doanh của một công ty thời trang, và với gốc của em là ở Kiên Giang ạ. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là hòa đồng, thân thiện. Hiện tại là em không biết nấu ăn. Em cũng không thích làm việc nhà. Mẹ em cũng cưng em á, thế là cũng không có ép em phải làm cái gì hết. Bạn trai nghe bạn gái là không có làm gì hết trơn á, thì em có cảm giác gì? Em có thể bù trừ lại cho bạn là tại vì em biết nấu ăn và biết nấu nhiều món. Rồi, vậy được rồi. Tốt. Với lại em cũng xuyên và làm việc nhà, mặc dù là lâu lâu mới làm một lần. Hả? Nhưng ví dụ như bạn gái vợ em á, sau này vợ em không có làm gì chứ, không biết nấu nước chứ, em nấu hoài luôn, làm việc nhà hoài luôn, em có ngại không? Cái đó mình phải chia sẻ cho anh. Nếu mà bạn thật sự bạn yêu thương mình á, thì bạn sẽ không để cho mình nấu mình lên đâu. Em thấy là nấu hai người nó sẽ hay hơn. Dạ, em sẽ dạy cho bạn. Sao em, mình có cải thiện được không em? Dạ, em đồng ý. Nấu ăn cho người mình yêu cũng là một cảm giác rất là thú vị. Được rồi. Cái đó mình nghĩ rằng về cái đó cải thiện không có khó gì lắm. Vấn đề chỗ là bây giờ mình có duyên với nhau hay không ha. Bạn có những mối tình như thế nào?
Thì em cũng có một mối tình sâu đậm, quen cũng 4 năm nhưng mà cảm thấy là không có còn hợp nhau nữa, cho nên hai bên quyết định chia tay nhau. Sao không chia tay sớm sớm đi để chi dài dữ vậy? Thì giống như là nó hết nợ rồi chị, trả tới nợ tới nhiêu đó là hết rồi. Em thấy là thực ra cái chuyện mà yêu nhau 4 năm, yêu nhau 10 năm mà chia tay vì không hợp rất là bình thường. Em nghĩ là nó tốt hơn chuyện là mình cưới xong rồi mai tháng mốt mình ly dị. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa yêu lần nào hết. Em mới chỉ có kiểu là thích mối quan hệ tình học trò cách đây 10 năm thôi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Là cao hơn em một cái đầu, nghĩ đen với cái bóng thôi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m65. Bạn trai cao mét mấy? Em cao 1m68. Vậy là cao cái đầu được rồi, đúng tiêu chuẩn rồi. Anh ơi, tại vì em thì em rất là thích đi giày cao gót mà tầm khoảng 5 phân trở lên á. Thì em mà cao hơn anh em cũng thấy kỳ kỳ. Vậy anh có thể ăn gian chiều cao bằng cách anh có thể chảy cái đầu tóc nó hơi cao hơn một chút. Được hết mà. Rất có thiện chí. Dạ cảm ơn. Bạn nam, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nữ tóc ngắn, cá tính mà khuôn mặt phải có một cái nét duyên gì đó. Và đặc biệt thì khi mà em nhìn một người con gái, em hay nhìn vào cái bàn tay và cái bàn chân của họ. Lý do? Em không biết nữa. Lý do thì không biết thiệt. Nhìn bàn tay bàn chân hả? Dạ. Thế nào là bàn tay đẹp, thế nào là bàn chân đẹp? Cái đó em không có định nghĩa được, miễn sao em thấy em cảm là em cảm. Nhìn cảm thôi đó hả? Dạ. Thôi mình nói gọi lên coi là... cái tay kia coi. Được không? Cũng được, sạch sẽ là được. Tay sạch không em? Dạ sạch, tay của chị á chị. Chị là phải sơn móng tay chứ. Được rồi em gái, yên tâm ha. Lạ nha. Thôi để hỏi bạn nữ cái trước khi qua coi mặt nè. Em có đặt ra cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích hói đầu, không răng hô, không bụng phệ. Không bụng phệ. Sáu múi càng tốt. Bên đây không có múi luôn. Chào chị. Không hói. Không hói, không hô, không bụng phệ nhưng mà không có sáu múi. Chà, có vẻ hơi thấp hơn bên này nha. Anh có chơi thể thao không ạ? Anh thì có chơi gym nhưng mà không có thường xuyên thôi. Ví dụ như anh chơi 2 tháng thì anh nghỉ khoảng 1 tháng. Rồi sau đó anh tập lại. Giờ có được mấy múi rồi? Chắc một múi chị. Một múi nhưng ha. Mà không có phệ đâu. Cổ hỏi là nếu như trường hợp mà đứng mà cổ cao hơn bạn thì bạn có ngại gì không? Em thì em không ngại. Thực sự yêu nhau cao thấp nó không thành vấn đề, ngoại hình nó không thành vấn đề. Nếu được bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Cảm thấy đủ là cưới rồi. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Gia đình em á thì có cái hướng là sẽ tất cả sau này sẽ là lập nghiệp ở Sài Gòn và sẽ có nhà ở Sài Gòn. Thí dụ cụ thể nữa bạn. Cái hướng của em là em muốn kinh doanh riêng ra. Trong thời gian này em chỉ học hỏi thêm kinh nghiệm để mình có ý định là kinh doanh cái gì chưa? Có hùm hùm trong đầu chưa? Có một vài ý tưởng. Rồi hy vọng là những cái ý tưởng của bạn sớm sẽ được thực hiện và sớm được thành công ha. Mình đang còn lo bạn gái, lo cái chiều cao chút xíu thôi ha. Nhưng mà biết đâu gặp cái nhìn mặt nhau là mình thích thì cái chuyện đó không quan trọng. Đúng rồi, chiều cao không quan trọng đâu, người ta đặt ra vấn đề vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp yêu là khỏi có chiều cao chiều thấp gì chứ á. Để cho em. Chị tươi quá, cười rất là tươi. Dạ. Em không thích điều gì ở người chồng tương lai của mình? Dùng tất cả mọi công việc nhà cho vợ. Cái giống như là theo quan điểm Á Đông á là việc nhà rồi việc bếp núc, việc con cái là của vợ. Còn chồng chỉ có kiếm tiền thì đó là điều em không thích. Em nghĩ là tất cả mọi người đều phải chia sẻ với nhau, kể cả là về vấn đề tiền nong nữa. Có nghĩa là hiện tại là em có đi làm, anh cũng đi làm, thì là chúng em cùng dành ra một khoản để chăm lo cho gia đình, chứ không có là chỉ có mỗi mình anh ấy chăm cho gia đình. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe nói chưa? Nghe hết chưa? Dạ, nghe. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ, hôm nay thì em chỉ có chị đồng nghiệp thôi ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em chào quý vị khán giả. Hà rất là dễ thương, khá là rõ ràng và mạnh mẽ. Rất là phù hợp với cái bạn trai bên này. Anh thích tóc ngắn đúng không ạ? Thì bạn Hà cũng là tóc ngắn và cá tính rất mạnh mẽ. Rồi em xin nhận xét về bạn trai cho Hà nghe ha. Thì khuôn mặt rất là sáng, đeo kính cận, không có hói. Bỏ qua chiều cao đi ha. Nếu như mà đến đây Hà tìm kiếm một ngôi sao mà trong giải ngân hà của mình, mà nếu như mà to cao vạm vỡ không có, thì bây giờ có thể anh là ngôi sao mà nhỏ nhưng mà là sáng chói. Hay, rất hay. Trời, bạn đồng nghiệp nhận xét hay quá. Em tò mò quá. Tò mò quá ha. Dạ. Bạn trai mình đi với ai? Dạ em đi với ba bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi
Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay. Thật sự là em thấy là bạn gái bên đây rất là ok, có cái tính mạnh, một thân hình nó cũng mảnh khảnh, rồi một mái tóc ngắn và thật sự là có cái nụ cười rất là duyên, rất là cuốn hút á, cũng là rất là phù hợp với lại anh Gia. Em xin hết. Cảm ơn em. Rồi kéo màn, đây là giây phút để các bạn có thể gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Chào em. Cho anh nhận xét trước hả? Dạ. Em hơn cả sự tưởng tượng của anh nữa. Có nghĩa là tích cực hay tiêu cực ạ? Tất nhiên là nó tích cực rồi. Dạ, kêu lên. Là cái chiều cao á, anh nghĩ cái đó nó không thành vấn đề đâu. Thôi bây giờ mình đứng lên mình so thử xem nào. Phải vậy mình mới biết được như thế nào chứ. Em xin lỗi, hôm nay em đi lại cao. Được mà, đâu có gì đâu. Được không quý vị? Được mà. Hợp lý mà. Được. Dướng lên chút, em dướng lên chút xíu. Bạn ấy bằng dưới đặt cho bạn đôi giày độ cao lên chút xíu nữa. Rồi trò chuyện đi hai bạn, chuyên đề hẹn hò đi. Thì hiện tại là anh đang thuê nhà ở đâu ạ? Anh ở ngay ga Sài Gòn, ở quận 3. À, nhà em hiện tại là Hóc Môn, nhà em hơi xa là... Không sao hết, khoảng cách không thành vấn đề. Dạ. Em muốn hỏi một chút xíu là kiểu như là khi mà anh yêu cái chị cũ á, chị người yêu cũ của anh á. À. Dạ. Thì nói sao ta? Nói chung là trong khi mà anh đã phát hiện ra là mình không hợp với á, thì mình có khoảng thời gian mình cố gắng để mình hàn gắn mối quan hệ đó hay không? Có. Về khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu ạ? 3 tháng. À, vậy là mình đã tìm đủ mọi cách chưa? Em đang nói chính xác luôn, anh đã tìm đủ mọi cách. À, vậy là hiện tại chị đã có mối quan hệ mới chưa ạ? Thì cái đó anh không có còn quan tâm nữa. Vậy là sau chia tay là anh block hết tất cả? Chính xác. Tại vì cái tính cách của anh thì anh khi mà đã kết thúc rồi anh không có muốn quay lại nữa. Dạ. Cho em hỏi xíu là anh có thể nói được mấy thứ tiếng? À, anh nói được tiếng mẹ đẻ và mình có thể nói được một chút tiếng Anh. Thì anh có sẵn lòng mình sẽ học tiếng Anh nhiều hơn được không? Được, vô tư. Dạ. Hồi nào giờ anh không có tin cái duyên, nhưng mà lần này anh sẽ tin cái duyên. Anh sẽ không hứa bất cứ gì hết trong thời điểm này và sau này cũng vậy. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng á, nếu mà sau này anh có một gia đình thì người vợ của anh sẽ là người hạnh phúc và sẽ là một người tôn trọng và được yêu thương. Rồi, hết thời gian. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đến đây á là cái duyên. Dạ. Những cái duyên có trao hay không mới là điều quan trọng. Khi các bạn đồng ý nhấn nút, tức là chúng ta đã trao đi cái duyên. Mà cái duyên trao đi là một điều rất là thiêng liêng nha các bạn. Hãy lắng nghe đúng cảm xúc con người của mình ngay thời điểm này. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hãy nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy nắm tay nhau. Đấy, bây giờ đã trao nhau cái duyên rồi. Bạn trai có món quà nhưng quên tặng bạn. Đây, nói gì đi. Anh cũng tặng cho em món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Vẫn nắm tay nhau. Một nụ hôn vẫn xuất hiện trên sân khấu này. Anh hùng tráng vậy hả? Dạ. Mình hôn con quá vậy.